Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, nhậm ký 2020-2025 đã họp phiên bế mạc, kết thúc thành công. Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2025. Đại hội đã bầu 49 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa tới. Đồng chí Trần Văn Rón tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long khóa 11, nhiệm ký 2020-2025. Đồng chí Bùi Văn Nghiêm và đồng chí Lữ Quang Ngời giữ chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Phạm Văn Bé Tư giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.